Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Mở đầu bản tin sẽ là phần điểm các tin tức chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 6 tháng 6, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật luật sư và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực và dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Trước thực trạng một số dự án giao thông trọng điểm có số vốn đầu tư lớn do các nhà thầu nước ngoài có thương hiệu đảm nhiệm nhưng lại bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng một số dự án hạ tầng giao thông để tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, đồng thời tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, ngày 6 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận các vấn đề thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Cũng trong ngày 6 tháng 6, phát biểu tại Bắc Kinh nhân dịp đến dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thông báo Kabul và Bắc Kinh chuẩn bị ký thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đây là tín hiệu cho thấy Trung Quốc muốn đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề Afghanistan trong bối cảnh các lực lượng phương Tây đang chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Trung Nam Á này. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều ngày 6 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Văn Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương làm trưởng đoàn đang ở thăm chính thức Việt Nam và dự hội thảo lý luận lần thứ 8 giữa hai đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Văn Sơn dẫn đầu sang thăm và dự hội thảo lý luận giữa hai đảng tại Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng việc tổ chức thành công hội thảo lý luận lần thứ 8 giữa hai đảng với chủ đề đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sẽ làm phong phú thêm nhận thức lý luận về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thực hiện phát triển bền vững. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả của các cuộc hội thảo lý luận giữa hai đảng, cho rằng việc trao đổi thông tin kinh nghiệm giữa hai bên trong quá trình tìm tòi sáng tạo là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển. Đồng chí Lưu Văn Sơn bày tỏ vui mừng một lần nữa được đến thăm Việt Nam và dự hội thảo lý luận giữa hai đảng. Đồng chí khẳng định, Trung Quốc chủ trương trước sau như một cùng phía Việt Nam giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại trong quan hệ, tăng cường việc củng cố và phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong giai đoạn tới. Đồng chí Lưu Văn Sơn đánh giá cao ý nghĩa và tác dụng thực tế của các cuộc hội thảo lý luận giữa hai đảng, coi việc xây dựng cơ chế hội thảo lý luận hai đảng là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai cơ quan tuyên truyền giáo dục của hai đảng càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 trong sáng ngày 6 tháng 6, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực và dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật luật sư, đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung luật luật sư. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 11 đã thông qua luật luật sư. Qua 5 năm thực hiện, luật luật sư đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Các đại biểu cho rằng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ để bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung của dự án luật với các quy định có liên quan của pháp luật tố tụng. Thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, đa số các đại biểu nhất trí bằng việc sửa đổi, bổ sung luật điện lực là phù hợp với quan điểm đẩy mạnh phát triển hạ tầng, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ bản thể chế hóa được đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Các đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và chỉnh lý dự thảo luật để thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và nâng cao tính khả thi như điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, căn cứ lập và điều chỉnh giá điện trên cơ sở báo cáo kiểm toán, phí điều tiết hoạt động điện lực. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật hợp tác xã năm 2003,
các đại biểu Quốc hội đánh giá luật hợp tác xã năm 2003 đã có đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần vào việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các đại biểu cũng bày tỏ sự tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật hợp tác xã để làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã và lợi ích của thành viên tham gia hợp tác xã, góp phần hiện thực hóa chủ trương về kết hợp bốn nhà trong nông nghiệp, bảo đảm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã phát triển lành mạnh, bền vững, đúng với bản chất và mục đích thành lập, tránh lạm dụng hỗ trợ của nhà nước, thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã có hiệu quả, từ đó góp phần định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta. Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng đã cho ý kiến về các nội dung, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quy định góp vốn của thành viên hợp tác xã, phân phối thu nhập, quy định hợp tác xã được góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty. Ngày 6 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến và báo cáo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Đa số các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân là đúng đắn. Việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường đã góp phần tinh giảm đáng kể bộ máy tổ chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy được quyền làm chủ của người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thí điểm còn có những vướng mắc như chưa có những giải pháp mới đồng bộ trong điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chưa có quy định thống nhất giao cụ thể cho cơ quan tổ chức nào làm đầu mối tiếp nhận ý kiến kiến nghị của người dân. Cơ chế góp ý tiếp thu giám sát thực hiện chưa cụ thể, chưa có văn bản hướng dẫn Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh giám sát Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp dưới. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, những thuận lợi vướng mắc trong triển khai thí điểm cần phải được phân tích kỹ lưỡng, đảm bảo tính khách quan, đặc biệt là phải làm rõ việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường có ảnh hưởng thế nào đến quyền làm chủ của nhân dân, làm thế nào để lấp đầy khoảng trống khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp này. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến các địa phương nhằm đánh giá toàn diện hơn, xác đáng hơn và sớm hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong sáng ngày 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và cắt băng khai mạc hội chợ hàng xuất nhập khẩu Côn Minh và triển lãm hàng hóa Nam Á lần thứ 5. Với chủ đề liên kết, liên thông, hợp tác cùng thắng, hội chợ Côn Minh năm 2012 đã quy tụ gần 140 đoàn doanh nghiệp các nước với 1.000 gian trưng bày giới thiệu sản phẩm. Trong đó, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ lần này có khoảng hơn 100 doanh nghiệp với 250 gian hàng, tập trung giới thiệu một số nhóm hàng chủ yếu như đồ gỗ cao cấp, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm và nông sản. Hội chợ đã trở thành cầu nối, diễn đàn quan trọng trong việc sâu sắc hóa hợp tác khu vực giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và Nam Á. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam và trò chuyện thăm hỏi các doanh nhân. Hội chợ Côn Minh ra đời từ năm 1993, tổng giá trị giao dịch thương mại tại hội chợ năm 2011 đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với kỳ hội chợ trước đó. Lá quốc kỳ bằng gốm cỡ lớn vừa được đưa lên nóc tòa nhà hội trường ở trung tâm đảo Trường Sa, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, khi chụp ảnh từ vệ tinh hay tìm trên Google Earth, lá cờ sẽ xuất hiện ở vị trí trung tâm đảo Trường Sa lớn. Lá cờ được chính thức khánh thành ngày 6 tháng 6 tại đảo Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa. Lá cờ bằng gốm này có diện tích 310m², nặng 3,5 tấn, ghép từ 310.000 viên gốm. Gốm phủ men nặng lửa màu đỏ tươi sẽ đảm bảo chịu được mưa nắng ngoài trời, độ mặn của muối biển và không bị bay màu. Đây là sản phẩm từ ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả công trình con đường gốm sứ ven sông Hồng tại Hà Nội, với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank. Tác phẩm này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất nước ta. Nhân dịp này, Ngân hàng VPBank cũng đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Sáng ngày 6 tháng 6, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm về thực thi luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay. Đây là cơ hội cho các tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định pháp luật hiện hành về nuôi con nuôi, trao đổi về những vướng mắc đặt ra trong quá trình thực thi luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay. Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành trong năm 2010 và 2011 đánh dấu sự thay đổi lớn, khẳng định bước tiến mới trong hệ thống pháp luật về nuôi con nuôi tại Việt Nam. Lần đầu tiên, các chế định về nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi quốc tế cùng được điều chỉnh trong một văn bản, tạo sự liên thông, hỗ trợ và thúc đẩy vấn đề quản lý, đăng ký nuôi con nuôi trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng đánh giá, qua một năm rưỡi thi hành luật nuôi con nuôi và qua 4 tháng thực hiện Công ước La Hay đã cho thấy nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Khó khăn chung từ các cơ quan tổ chức liên quan của Việt Nam là do chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu của luật và Công ước La Hay, do thói quen và cách làm cũ vẫn còn khá hiện hữu trong tâm lý và cách ứng xử của một bộ phận không nhỏ cán bộ làm việc tại các cơ quan tổ chức liên quan. Trong quá trình xử lý hồ sơ con nuôi nước ngoài theo luật mới nên sự chuyển đổi nhìn chung còn chậm. Tại cuộc tọa đàm, đại biểu đến từ 9 đại sứ quán, văn phòng UNICEF tại Hà Nội, đại diện các bộ, ngành và địa phương cùng đại diện các văn phòng con nuôi nước ngoài đã chia sẻ về quan điểm của mình trước những khó khăn, thách thức và đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp hữu ích để đẩy mạnh việc thực hiện Công ước La Hay và luật nuôi con nuôi hiệu quả nhất. Sau 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch số 142 Công an Hà Nội, thì về cơ bản, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng đã được kiềm chế. Nhiều tội phạm móc túi, trộm cắp và cướp giật đã bị bắt giữ và xử lý. Đây là nhận định chung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 142 của Công an thành phố về tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Sau hơn 6 tháng triển khai, 10 tổ công tác đã xử lý được 104 vụ, bắt giữ 145 đối tượng, thu giữ hơn 20.700.000 đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật mà bọn tội phạm đã sử dụng để phạm tội. Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho thấy, công tác triển khai kế hoạch 142 với 10 tổ công tác, mỗi tổ 5 chiến sĩ, gồm lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, phối hợp với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, tuy đạt nhiều kết quả nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì đặc thù tính chất của công việc, các loại tội phạm móc túi phức tạp, thực hiện phạm tội thay đổi giờ giấc, địa bàn manh động, nên công tác trinh sát và giám sát rất vất vả, mất rất nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó, sự phối hợp của lực lượng công an các quận, huyện chưa tốt như việc triển khai tổ chức mật phục, xóa bỏ các tụ điểm bán hàng nước, xe ôm có móc nối với tội phạm chưa được triệt để. Địa bàn thành phố Hà Nội với hơn 60 tuyến xe buýt nội đô và kế cận, trong đó có 11 tuyến địa bàn phức tạp xuất hiện nhiều tội phạm móc túi cũng đã được các đại biểu quan tâm. Bên cạnh đó, sự mất cảnh giác của nhân dân, kể cả những người bị mất tài sản vẫn còn chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của tất cả các đơn vị phối hợp. Chúng tôi là một trong những đơn vị quản lý xe buýt thì chúng tôi thấy rằng từ ngày mà có cái tổ công tác 142 này hoạt động xuất hiện ra thì gọi là anh em thì đa số là họ rất là yên tâm và chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Thì hoạt động của cái tổ công tác 142 đặc biệt là bắt được số những đối tượng trộm cắp móc túi các thứ thì như vậy là chúng tôi qua cái nắm bắt tình hình nữa thì như vậy chúng tôi thấy là người dân người ta rất là phấn khởi và rất là tin tưởng về cái lực lượng công an làm việc ở trên tuyến. Ban Giám đốc Công an thành phố và Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng bằng khen và phần thưởng tiền mặt cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai kế hoạch 142, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.